Điệp viên không hoàn hảo, hài hước, dễ hiểu. Điệp viên không hoàn hảo, tên gốc Central Intelligence, với sự góp mặt của hai gương mặt gạo cội là The Rock và Kevin Hart thì chắc chắn là khán giả sẽ đến rạp khỏi cần suy nghĩ luôn. Nếu bạn chưa biết thì The Rock là anh chàng đôi con từng tham gia những bộ phim đình đám như series Fast and Furious, San Andreas. Còn Kevin Hart là anh chàng da màu vui tính trong Ride Along, Cớ tập sự. Với bản tính hài hước và điệu bộ gây cười, anh chàng này luôn biết cách phải làm khán giả cười không ngớt khi xem anh ấy diễn. Quay lại với điệp viên không hoàn hảo, Central Intelligence. Cặp bài trùng trên sẽ cùng nhau điều tra phá một vụ án có liên quan đến sự an nguy của nước Mỹ. Nghe có vẻ hoành tráng nhỉ? Là một bộ phim hành động, hài, nên chắc chắn ngoài những pha rượt đuổi gay cấn, thì bạn sẽ còn phải nghiêng ngả vì cười đấy. Kiểu hài này khá giống với phim Ride Along. Tuy nhiên, ngôn từ trong điệp viên không hoàn hảo thì có vẻ lịch sự hơn rất nhiều. Ảnh Warner Bros. Picture Copyright 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. Nếu như bạn đã từng thấy The Rock, tên thật là Dwayne Johnson, oai phong và nghiêm túc trong series Fast and Furious, thì ở điệp viên không hoàn hảo, bạn sẽ thấy anh ấy bớt nghiêm túc hơn một xíu và đùa giỡn liên tục cùng bạn diễn Kevin. Diễn xuất của cả hai là khá tốt trong bộ phim này, phối hợp ăn ý, kẻ tung người hứng, khiến khán giả dở khóc dở cười với những tình huống mà hai anh chàng này bày ra. Phim này hầu như không có nhiều cảnh phải dùng đến kỹ xảo, nên fan phim không có nhận xét gì về phần này cả. Cả hình ảnh và âm thanh trong phim đều khá bình thường, không có nhiều thứ khiến khán giả phải thốt lên vì ngạc nhiên. Tóm lại thì đây là một phim giải trí nhẹ nhàng, phù hợp cho mọi đối tượng muốn xả stress cuối cùng. Tuy nhiên, một vài cảnh trong phim có lộ một số bộ phận nhạy cảm, nên khán giả dưới 16 tuổi sẽ không được vào rạp. Các bạn lưu ý điều này nhé.